Bom tấn DLC đỉnh cao của Elden Ring đã ra mắt rồi, nhưng PC của bạn đã đủ mạnh để kéo max setting game hay chưa? Chỉ với 16 triệu đồng, các bạn đã có thể sở hữu ngay một dàn PC cực mạnh với CPU Intel Core i5-12400F 6x12 luồng, đi cùng với các đồ họa Asus RTX 4060 8GB. Với cấu hình này, có thể bạn vẫn sẽ ăn hành đấy, nhưng mà là hành sẽ đẹp hơn, mượt hơn và lung linh hơn. Với công nghệ Ray Tracing và DLSS 3.5, lại còn được lắp ráp gói gọn trong một chiếc vỏ case bể cá cực kỳ hiện đại và tinh tế nữa. Ngoài ra, bạn còn có thể thoải mái tùy chỉnh nâng cấp cấu hình hoặc là tăng giảm hiệu năng tùy nhu cầu và sở thích, như là tăng RAM, SSD hay là nâng cấp lên tản nhiệt nước. Hãy truy cập ngay vào website pcmarket.vn hoặc đến trực tiếp các showroom theo thông tin mà chúng mình để bên dưới phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì quay lại phần nội dung chính nào. Chào mừng các bạn đã đến với Bổ Phổi, nơi chúng mình đem đến những tin tức nguội tanh nguội ngắt, nhưng bù lại thì cực kỳ vô dụng. Sau đây là một vài tin chính trong số ngày hôm nay. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn và phản ứng của cộng đồng mạng. Một người phụ nữ lột đồ trên sóng truyền hình Nhật Bản để thu hút phiếu bầu cho cuộc bầu cử thống đốc Tokyo. Thị trưởng của một ngôi làng nhỏ tại Ý đang bị đe dọa bởi mẹ của ông lại đi ủng hộ đối thủ chính trị. Và liệu có phải Tổng thống Argentina đang được cố vấn bởi hồn ma của một con chó hay không? Ngay giây phút chúng ta mở mắt tỉnh dậy vào sáng Chủ nhật vừa qua, thông tin ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn đã tràn ngập mạng xã hội. Vào lúc 6 giờ 15 phút chiều giờ Mỹ, trong lúc đang phát biểu, một viên đạn đã sượt qua tai của ông Trump, kèm sau đó là nhiều tiếng súng nổ liên tiếp. Ông Trump đưa tay áp lên tai và được các mật vụ kéo xuống để nấp. Chỉ 45 giây sau, các đặc vụ đã xác nhận rằng kẻ bắn súng đã bị vô hiệu hóa và ông Trump được hộ tống đi ra khỏi đó. Nhưng ông vẫn giơ nắm đấm lên trước những người dân phấn khích. Ông kêu lên fight, fight, fight và người Mỹ trả lời USA, USA, USA. Khi nghe thấy tin này thì cộng đồng mạng có 3 kiểu phản ứng. Một là may quá, ông Trump vẫn còn sống và sự kiện này chắc chắn sẽ khiến số phiếu ủng hộ ông tăng lên vun vút. Hai là nó trượt, tại sao nó trượt được, chỉ có mỗi một việc đấy thôi mà. Thứ ba là những người phía bên ngoài như mình đây, húp trà và xem cách người Mỹ phản ứng với sự kiện này mà thôi. Điều đầu tiên mà tất cả các nhà chính trị online đều hỏi là tại sao tên nổ súng lại có thể lại gần như thế? Nơi mà hắn trú ngụ để thực hiện hành động của mình là trên nóc nhà chỉ cách ông Trump có đúng 130 mét thôi, nhưng mà mật vụ lại không nhìn thấy. Nhiều người nói rằng lẽ ra sự kiện này phải có máy bay không người lái giám sát chứ, đằng này lại chẳng có gì cả. Thế thì liệu mật vụ có thực sự làm việc của mình không vậy? Hiện tại FBI đang điều tra danh tính của kẻ nổ súng và xem liệu có đồng phạm hay không. Ngoài ra, sự phản ứng chậm chạp của mật vụ cũng đang được xem xét. Rất nhiều người có nghĩ rằng đây chỉ là một vụ giản dựng, rằng ông Trump chỉ giả vờ sống sót một vụ ám sát để được người dân Mỹ tung hô thôi. Cái đó thì người thường chúng ta không thể nào biết được, nhưng mà về sau đã đúng, người dân Mỹ đang tung hô ông Trump. Và đó là tất cả những gì nghiêm túc nhất cộng đồng mạng có thể nói về sự kiện này, còn lại toàn là meme thôi. Kiểu, đây là lần đầu tiên phim Gia đình Simpson dự đoán sai sự kiện tương lai. Donarudokun, đứng dậy đi, Donarudokun, Shinzo. Là cậu đã làm viên đạn trạch hướng đúng không? Ông bạn già da vàng. Sẽ không ai có thể làm hại Nakama của tôi. Tôi sẽ xuống địa ngục. Mọi người có cảm thấy chúng ta vừa đi qua điểm chia dòng thời gian không? Rồi người ta bắt đầu tìm được những video và hình ảnh cũ mà vì lý do gì đấy, như thể đã tiên đoán trước sự kiện này vậy. Như là video chơi game bảo vệ tổng thống của kênh trực tiếp game. Con Pokemon có tên Gumshoes này, thường thì người ta chỉ đùa là nó nhìn hơi giống ông Trump thôi. Cơ mà giờ nhìn lại thì tai của nó lại bị hõm vào một vết. Rồi bộ anime Akiba Made World có một nhân vật bị bắn, song vẫn biểu diễn tiếp. Và video VTuber chơi game này. Tất nhiên sẽ không phải là một sự kiện chấn động toàn cầu nếu không có những thứ dark deep. Ba ông này đều có một điểm chung. Ba điểm khác nhau mà. Và cuối cùng, trong lúc ông Trump bị bắn, thì có một bà chị chỉ nhìn điện thoại, có lẽ là đang đắm chìm vào Candy Crush. Có một số người sẽ nói rằng tôi đang vô tâm trước một sự kiện đau lòng như vậy. Và bạn nói đúng. Không, bạn nói đúng. Tôi nhìn cái đống meme ở trên và tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Nếu bạn muốn nghe thông tin nghiêm túc thì bạn xem nhầm kênh rồi. Vì script này được viết vào tối Chủ nhật, cho nên nếu thứ hai có diễn biến gì mới thì mọi người comment phía dưới để tất cả cùng biết nhé.
Vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, bà Yuriko Koike đã tái đắc cử vị trí thống đốc thành phố Tokyo. Đây sẽ là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp của Koike, thể hiện rằng người dân tin tưởng vào bà đến thế nào. Nhưng bản tin của chúng ta hôm nay sẽ không nói về kết quả, mà về những ứng cử viên thua cuộc cơ. Chúng ta có một nhà bác học 96 tuổi, một cựu đô vật, Joker và một người phụ nữ lột đồ trên sóng truyền hình. Chả là thế này, cuộc tranh cử vào vị trí thống đốc Tokyo bản thân nó đã là một điều thú vị rồi, tại vì số lượng ứng cử viên là không giới hạn. Ai nghĩ rằng bản thân có thể trở thành lãnh đạo tương lai của thủ đô Nhật Bản thì cứ đăng ký thôi. Chỉ có đúng một yêu cầu nho nhỏ duy nhất, đó là phải nộp 3 triệu yên, khoảng 480 triệu Việt Nam đồng. Vậy mà năm nay lại có rất nhiều ứng cử viên kỳ lạ tham gia tranh cử. Có thể họ chỉ muốn kiếm fame hoặc có thể họ muốn lãnh đạo thật, nhưng mà tất cả cử tri khi nhìn vào thì chỉ thấy khó hiểu mà thôi. Chúng ta có Yoshito Nakamatsu, hay còn được gọi trìu mến là tiến sĩ Nakamats, người tự xưng là đã phát minh ra đĩa mềm và đã tham gia tranh cử 8 lần. Joker Nhật Bản, người theo đuổi sự tự do biểu hiện tình dục, muốn hợp pháp hóa chế độ đa thê để xử lý vấn đề dân số của Nhật Bản. Một cựu đô vật kiêm diễn viên hài, hay là một cô gái đến từ đảng Poker, đề nghị rằng mọi quyết định kinh tế và chính trị nên được thông qua bằng việc chơi bài. Gây tiếng vang nhất chắc chắn là Airi Uchino, đại diện của đảng Xem Chương Trình Chính Trị Đáng Yêu Của Tôi Đi. Mỗi ứng viên sẽ được đài truyền hình Nhật Bản cho phép phát biểu trên TV ở những khung giờ nhất định, và Airi đã lên sóng theo một cách táo bạo nhất. Nó bất ổn ngay từ phần giới thiệu rồi. Tokyo Tochiji Kouho, kawaii watashi no seiken hōsou o mite ne, Uchino Airi, 31歳. Kyonyu, binyu, bijiri, ganso onsei haishinsha, 萌え声普及委員会可愛い向上委員会会長可愛いの伝道師トップオブ女神様ではうちの愛理さんの政見放送です。やっとみんな会えたね。どうもこんにちは。私があの可愛いで有名なうちの愛理です。よろしくお願いします。Mặc dù là bài phát biểu chính trị, nhưng mà Airi lại bắt đầu giới thiệu các thông tin về bản thân, mã QR để kết bạn trên Line, và bắt đầu ảo tưởng sức mạnh, nói rằng tôi đáng yêu lắm đúng không? Và đừng nhìn tôi như vậy nữa. Sau đó... Studio ga tottemo atsui. Cô ta bắt đầu cởi đồ trên sóng truyền hình toàn quốc. Cũng may là cổ đã dừng lại trước khi quá lố. Cơ mà vấn đề vẫn là Airi đang dùng thân thể của mình để thu hút người ta vote cho mình. Cái ông làm ngôn ngữ ký hiệu đằng sau trông có vẻ cũng sướng. Phần còn lại thì Airi ảo tưởng sức mạnh một lần nữa, đọc tên của mình 3 lần để người ta nhớ, và nói rằng mọi người đã yêu tôi rồi đúng không? Đến phút cuối thì vẫn cố đánh vần tên của mình. Xong rồi, đây còn không phải là lần duy nhất. Trong một bài phát biểu khác thì cô ta lại dùng chiến thuật đấy với cùng một cái áo bên trong. Khác với mong muốn của Airi, mọi người khi nhìn vào chỉ thấy kỳ lạ và buồn mà thôi. Buồn vì có người lợi dụng sự kiện quan trọng thế này để quảng cáo cho bản thân mình. Nhân tiện thì đây là video phát biểu của Joker Nhật Bản. Tôi tò mò không biết nếu họ thực sự trúng cử thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Ingria là một trong những ngôi làng nhỏ nhất tại Italy. Kể từ năm 2009, thị trưởng của ngôi làng là anh De Santis, 42 tuổi. Năm nay sẽ có một cuộc bầu cử để chọn ra người lãnh đạo mới. De Santis cứ nghĩ rằng mình sẽ một lần nữa được tín nhiệm và chiến thắng dễ dàng thôi. Nhưng mà anh đâu biết rằng chính mẹ mình lại đang ủng hộ phe đối thủ. Cuộc bầu cử này rất đặc biệt tại vì làng Ingria chỉ có 46 hộ dân sinh sống và số người đi bỏ phiếu là 30. Kiểu việc đi bầu rồi kiểm phiếu và công bố kết quả chắc sẽ xong chỉ trong một buổi sáng ấy. Nhưng mà điều thú vị hơn là drama. Năm nay De Santis gặp đối thủ là Renato Poletto, 70 tuổi. Anh cứ nghĩ là một người mới tinh như vậy thì làm sao thắng nổi thị trường có thâm niên như ta đây. Dù vậy, De Santis không ngờ được rằng trong lúc định nhờ mẹ mình đi quảng bá khuôn mặt con trai cho hàng xóm đi thì bà đã nói một câu xanh rờn: mẹ ủng hộ ông Poletto.
Bằng một cách nào đó, Renato Poletto lại có được sự ủng hộ của hầu hết phụ nữ trong làng. Và vì mẹ của DeSantis tôn trọng những người chị em đó, cho nên bà đã bỏ con trai của mình để đi ủng hộ đối thủ luôn. Một sự phản bội đau đớn. Dù vậy, tất cả đều là người lớn mà, nên mẹ của DeSantis đã nói rằng điều này sẽ không làm rạn nứt mối quan hệ của cả hai người đâu. Chính trị là chính trị, còn gia đình là gia đình. Tôi muốn phụ nữ có tiếng nói hơn trong ngôi làng này. Cơ mà đó chỉ là trả lời phỏng vấn thôi, chứ tôi nghĩ khi mà cả hai ngồi bàn ăn tối với nhau ấy thì sẽ rất là khó xử đấy. Mặc dù mất đi người động viên lớn nhất của mình, nhưng mà DeSantis vẫn nghĩ rằng mình sẽ thắng. Nền kinh tế năm 2024 của Argentina không được sán lạn cho lắm. IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể từ năm 2004. Tất cả ánh mắt đều đang hướng về Tổng thống Javier Milei để xem hành động tiếp theo của ông là gì ư? Không, mọi người chú ý đến con chó của ông đang ở đâu. Để hiểu về vấn đề này, chúng ta cần phải đi về quá khứ. Trước khi trở thành tổng thống thì Milei là một nhà kinh tế học. Sau khi bị đuổi việc, ông đã sống qua ngày bằng pizza để có đủ tiền mua thức ăn cho chú chó cưng của mình, Conan. Dù vậy, tai họa lại ập xuống khi Conan mất năm 2017. Và như mọi người bình thường khác, Milei đã đem xác của chú chó đến một phòng thí nghiệm tại Mỹ để họ lấy ADN và nhân bản ra làm 5 con chó khác. Toàn bộ quy trình này có giá 50.000 đô la. Giờ với 5 phân thân của Conan, Milei vui vẻ quay trở về Argentina và bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Sử dụng phong thái trẻ trung kỳ lạ và cực kỳ hoa mỹ trên mạng xã hội, Milei đã hút hồn được rất nhiều cử tri dưới 30 tuổi. Các video về người chính trị gia này lan truyền nhanh chóng, nơi mà ông đứng trên sân khấu và múa cưa máy, đại diện cho quyết tâm sẽ cắt bớt chi tiêu của nhà nước. Hay là cái lúc ông gọi giáo hoàng Francis là một tên cánh tả bẩn thỉu và tôn vinh gangster người Mỹ Al Capone là một anh hùng. Bằng sự thần kỳ nào đó, Milei đã đắc cử tổng thống Argentina vào cuối năm ngoái, và khi đứng lên buộc phát biểu trước cả nước, ông đã cảm ơn 5 con chó của mình. Tất nhiên, Milei cũng hứa sẽ vực dậy nền kinh tế đất nước, thoát khỏi tình trạng lạm phát đình đốn để thu hút đầu tư nước ngoài và giải quyết nợ với quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Và bây giờ thì sao? Sau nhiều nỗ lực cải cách thì hiện tại, tỷ lệ nghèo đói đã gia tăng và nền kinh tế vẫn trì trệ. Nhưng mà báo chí trong nước và quốc tế đâu quan tâm đến cái đấy. Họ chỉ quan tâm đến mấy con chó của ông Milei thôi. Tại vì trong khi ông cảm ơn 5 chú chó vì đã giúp đỡ mình có được ngày hôm nay, thì trong tất cả những bức ảnh chụp chung, họ chỉ thấy có 4 con chó mà thôi. Và điều đó đã khiến các nhà báo nghĩ rằng, phải chăng chú chó thứ 5 nằm trong đầu của Milei? Người phát ngôn của Tổng thống đã 2 lần được hỏi về vấn đề này gần đây, rằng chú chó còn lại của ông đâu, liệu nó có thật không, hay là đầu óc của ông đã đi lên mây rồi, và đều nhận được câu trả lời là bất lịch sự, ai lại đi hỏi lãnh đạo đất nước cái câu đấy. Nhưng mà đáng cười là người dân thực sự quan tâm đến việc này. Họ muốn biết ông Milei có đủ khả năng lãnh đạo đất nước thực sự hay không, nhất là khi càng ngày càng có nhiều thông tin về việc ngài Tổng thống đang cố giao tiếp tâm linh với chú chó Conan đã mất cách đây 7 năm của mình để xin cố vấn. Một bà đồng động vật, tên là Celia Liliana Malamed đã tiết lộ hồi tháng 4 này rằng cô đã giúp đỡ ông Milei kết nối lại với Conan. Và một chính trị gia có tên Rafael Biesa cũng trả lời phỏng vấn rằng ngài Tổng thống đã nghe được những lời tiên tri từ chú chó trên thiên đàng. Tất cả mọi người đều lo lắng cho tâm thần của Milei, còn người dân thì sử dụng Conan để biểu tình dưới đường. Họ đeo mặt nạ chó và giơ lên tấm biển có chữ nhân bản nghèo đói, ám chỉ rằng đó là điều Tổng thống đã làm bên cạnh việc nhân bản chó của mình. Có người thì dắt theo một cái vòng cổ có chữ Conan, nhưng mà không gắn vào một con chó nào cả. Trước tất cả sức ép này, Tổng thống Milei vẫn im lặng. Không biết là bởi vì ông có ranh giới nhất định giữa những chú chó và công việc chính trị, hay là vì ông đang đợi Conan cố vấn cho mình. Cuối cùng sẽ là một số tin vắn để kết thúc số bổ phổi ngày hôm nay. 4 ngư dân tại Sri Lanka tìm thấy một chai nước ngẫu nhiên trên biển, họ uống nó và chết. Vào tháng 6 vừa qua, trong một chuyến đánh bắt hải sản, các ngư dân trên con tàu Devon đã nhìn thấy một chai thủy tinh trên mặt biển. Họ vớt nó lên, thấy trong chai có nước và nghĩ rằng đó là rượu nên đã chia nhau ra để uống thử. Kết quả, 4 người đã tử vong, 2 người trong tình trạng nguy kịch. Tại sao? Một nhân viên tại cửa hàng sửa chữa điện thoại đã bị phát hiện cố lưu ảnh sexy của khách vào máy của mình. Khi bị phát hiện thì ổng ngất ngay tại đó luôn.
Trong một video TikTok đăng tải hồi 10 tháng 7, một người phụ nữ có tên Chrissy Erin đã mang điện thoại tới cửa hàng Mobile Planet để sửa camera. Khi nhận lại, chị thấy có một thông báo ghi rằng airdrop thất bại và thứ được airdrop là một tấm hình nude mà chị tự chụp. Tức là nhân viên tại cửa hàng đã lướt ảnh của Chrissy, tìm được một tấm nude mà chị chụp từ nhiều năm về trước, rồi cố airdrop nó vào điện thoại của anh ta. Khi bị tra hỏi thì người nhân viên đó đã ngất xỉu luôn, lăn xừ nó xuống đất. Cửa hàng sau đó đã xin lỗi và nói rằng sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Chắc nổi đuổi việc thôi chứ, thế này thì mặt mũi đâu mà đi làm. Còn nữa, người dân tại Trung Quốc đang rất bấp bình trước một phát hiện chấn động. Đó là các công ty thực phẩm đang cố tiết kiệm ngân sách bằng cách lấy xe chở dầu ăn để chở dầu hỏa mà không lau rửa giữa mỗi chuyến đi. Chính phủ đang điều tra xem những công ty nào thực hiện hành vi này để có sự trừng phạt thích đáng. Và đó cũng là kết thúc của số bổ phổi ngày hôm nay. Chúng mình sẽ còn quay lại với nhiều hơn những tin tức không giúp ích gì cho đời bạn trong những số lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.